Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn siêu phẩm nhà góc hai mặt tiền với diện tích ngang 4m4, sâu vào 18m, thiết kế một trệt một lửng 4 lầu. Chúng ta sẽ có tới 6 phòng, trong đó sẽ có 5 phòng ngủ, một phòng xông hơi và có tới 8 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Căn nhà mình thì đang được giảm giá nha quý vị. Giá gốc thì giao 12 tỷ, bây giờ giảm xuống chỉ còn có giao bán với giá là 11 tỷ tròn thôi. Một căn nhà góc hai mặt tiền rất là đẹp, với hướng cửa chính sẽ là hướng đông bắc và hướng cửa bên hông sẽ là hướng đông nam, đông và tây tứ trạch đều được. Căn nhà góc quá là đẹp, quá là sang luôn. Tọa lạc tại trục đường chính Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp. Một căn nhà với vị trí góc hai mặt tiền đường, đường bên hông rộng khoảng tầm 5 mét, xe hơi đậu bên hông nhà thoải mái. Đường trước nhà thì rộng khoảng tầm 6 mét. 6 mét nha chị, gần như là đối diện với công viên. Đi lệch lên khoảng tầm 20 mét chúng ta có một cái công viên cây xanh. Căn nhà mình thì nằm trên con đường thông, đường trước nhà và đường bên hông đều thông nha. Và giá bán của em nó bây giờ chỉ còn có 11 tỷ đồng thôi. Một trệt một lửng 4 lầu, có tới 6 phòng và anh chị sẽ có 8 nhà vệ sinh. Căn nhà xây rất là cao lầu, cực kỳ đẹp. Đối diện với cái công viên, anh chị đậu xe hơi trước cửa nhà vô tư. Rất là thoáng mát luôn. Đường trước nhà rộng 6 mét, đường thông nha anh chị. Một căn nhà vừa mới làm xong, quá đẹp, quá sang, vị trí góc hai mặt tiền đường. Anh chị cô bác nào quan tâm đến em nhà góc này hãy alo ngay và luôn về tới nhà thật Bắc Hưng. Đấy, căn nhà quá đẹp, quá xa sang nha anh chị. Bên hông nhà anh chị đậu xe hơi vô tư nha. Bên hông thì được ốp đá hoa cương và trang trí rất là đẹp. Mặt tiền thì làm cực kỳ đẹp, cực kỳ sang trọng đẳng cấp luôn. Rất là nhiều cửa sổ nha. Sẽ được ốp nhựa phía dưới đáy ban công, trang trí cây xanh và có phát tài núi, dây leo, trệt lửng 4 lầu. Căn nhà cao lầu nhất khu nhà mình. Giá bán cũng rất là ngon, bổ rẻ. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh bên ngoài, bên trong thì có cửa nhôm Simfa. Khoảng sân thì tầm 1,5 m thôi. Nhà xây rất là đẹp, rất là kiên cố nha. Có thang máy 450 kg. Căn nhà góc cực kỳ hiếm luôn. Chỉ còn giá bán với giá 11 tỷ đồng thôi. Dưới đây sẽ là gara đậu ô tô, đậu thoải mái xe hơi 4, 5, 7 chỗ ở đây. Ốp sàn gạch Ấn Độ gạch 80, tường thì cũng được ốp gạch cao lên đụng trần. Trên thì sẽ có đèn led thạch cao và cầu thang áp sát tường. Ngang 4m4, sâu vào 18m. Căn nhà mình đang được anh chủ nhà giao bán với giá là 11 tỷ tròn nha. Quý anh chị cô bác quan tâm đến căn nhà đẹp này hãy alo ngay và luôn về tới nhà đất Bắc Hưng. Xem video thì hãy nhớ thả like, bấm chuông và đăng ký kênh. Dưới gầm cầu thang chúng ta có một cái nhà vệ sinh, thang máy dát vàng 450 kg, đi được 6 người. Trong này toàn bộ được ốp đá trắng và ốp gạch 80, gạch giả đá rất là đẹp. Bên hông thì có cửa sổ, anh chị nào muốn làm cửa hậu cũng được. Tặng lại sofa, tivi 65 inch, trên chúng ta sẽ có đèn chùm này led thạch cao, tường ốp nhựa PVC, trang trí rất là đẹp, rất là sang rồi. Hướng chính nhà mình sẽ là hướng đông bắc tây tứ trạch và hướng bên hông thì sẽ là hướng đông nam nhé, đông tứ trạch. Anh chị cô bác nào muốn sở hữu một em nhà góc giá vừa phải hợp lý chỉ có 11 tỷ đồng thôi, chúng ta sẽ alo ngay trực tiếp về tới bên nhà đất Bắc Hưng để được đi xem ngay căn nhà góc này. Một căn nhà góc hai mặt tiền quá đẹp, quá xa sang luôn, trệt lửng 4 lầu đúc cao và có thang máy nha anh chị, xây rất là đẳng cấp, rất là xịn sò. Có tivi 65 inch ở đây, ngang 4m4, sâu vào 18m, cầu thang ốp đá trắng và chạy đèn led, đúc rộng tầm 90, bên hông có rất là nhiều cửa sổ nha. Tầng lửng anh chị có đầy đủ nội thất như là tủ lạnh hai cánh, bếp điện tử, máy hút mùi, có luôn máy rửa chén bát, lò vi sóng đầy đủ hết rồi. Thẳng bàn ăn 6 ghế ở đây, ốp gạch 80 luôn nha. Cửa sổ bên hông rất là thoáng luôn. Một căn siêu phẩm nhà đẹp năm 2024. Đặc biệt thì nó có ban công ở tầng lửng rất là mát nha anh chị. Ban công đúc ra tầm 2 mét ở tầng lửng này, để ra đây ngồi uống trà, uống cà phê, ăn cơm được hết luôn nha. Quá xa sang rồi. Với một căn nhà phố siêu đẹp, siêu hoành tráng, vị trí góc hai mặt tiền đường, giá rẻ, chỉ có giao bán với giá là 11 tỷ tròn thôi. Anh chị cô bác nào quan tâm đến căn nhà này chứ alo ngay và luôn về tới nhà đất Bắc Hưng. Nhà có thang máy nha, trệt lửng 4 lầu, đúc tới 5 tấm rưỡi. Căn nhà có thang máy rất là đẹp, rất là sang.
Vị trí đường thông, đường trước nhà rộng 6m, đường bên hông cũng thông rộng 5m nha. Kinh doanh buôn bán được. Vị trí quá đẹp rồi. Chúng ta cùng em tiến vào thang máy nha. Thang máy 450kg, thang máy nhập khẩu và đi thoải mái 6 người. Di chuyển lên trên lầu 2 sẽ là không gian phòng ngủ 1-2 nha. Anh chị cô bác đang xem video nhớ thả like, bấm chuông và đăng ký kênh. Có nhận xét gì về căn nhà này chúng ta chưa thoải mái bình luận xuống dưới video nha. Lầu 2 trên đây thì sẽ được trang trí rất là đẹp. Chúng ta sẽ xem lầu 3 trước nha. Lầu 2 đang sửa điện nha anh chị. Đấy, ốp đá trắng hết luôn. Trên lầu 3 này thì giống y hệt với lầu 2 thôi. Nói lầu 3 thì đây với là lầu 2 thôi nha chị. Tầng lửng. Thang máy nó ghi là lầu 1. Đầy đủ giường, nệm, tủ quần áo, kệ tivi, ốp sàn gạch giả gỗ theo kiểu xương cá. Và tường thì được ốp trang trí nhựa. Có máy lạnh, toilet riêng. Bên ngoài có ban công cũng như là giường tủ, cửa sổ bên hông. Đấy, rất đẹp rồi. Căn nhà góc cực kỳ thoáng mát, cực kỳ rộng rãi. Và giá bán chỉ có 11 tỷ tròn thôi. Trồng phát tài núi ra phía bên ngoài. Nhà trang trí hết sức đẹp rồi. Anh chị cô bác nào quan tâm đến căn nhà này chỉ gọi ngay và luôn về tới Bá Hưng nha. Xem video thì hãy nhớ thả like, bấm chuông và đăng ký kênh. Có nhận xét gì về căn nhà này chúng ta cứ thoải mái bình luận xuống dưới video nha. Khu vực phòng tắm thì có bồn cầu khối, vách kính, vòi sen thuyền, gạch ốp cao đụng trần, gương led, lavabo rửa mặt. Trang trí khá đẹp rồi. Di chuyển sang bên đây sẽ là không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 này thì anh chị cũng đã được bố trí giường, tủ, máy lạnh, toilet riêng, có cửa sổ bên hông nha. Căn nhà này rất là tốn nhiều tiền làm cửa sổ, cửa nhôm nha anh chị. Một căn nhà góc quá xa đẹp, nội thất full, tất cả các phòng ngủ. Và giá bán bây giờ chỉ có 11 tỷ đồng thôi. Đã được giảm giá rồi nha. Toilet bên này có thể lắp được vách kính thoải mái nha. Bồn cầu khối và sen thuyền. Diện tích khá là to, ngang 4m4, sâu vào 18m. Anh chị cô bác nào quan tâm chứ gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng để được đi xem và sở hữu ngay nhé. Lầu 1, lầu 2 giống nhau thôi. Đấy, dưới thì có thêm cái bồn tắm ở trong toilet. Chúng ta sẽ đến với lầu 3, sẽ là phòng ngủ số 5. Phòng ngủ số 5 ở đây thì bây giờ chủ nhà đã bỏ hết nội thất rồi nha. Đã có nội thất rồi. Em quay trước đó vừa mới xong thì chưa làm nội thất ở phòng này. Bây giờ thì có hết rồi. Phòng số 5 và toilet số 6 ở đây này. Toilet rất là rộng luôn. Phía bên đây là phòng sông hơi. Phòng sông hơi thì có bồn 8 nằm, khu vực sông hơi ướt, khu vực đi vệ sinh đầy đủ. Nếu gia đình nào ở 6 phòng thì anh chị có thể cải tạo đây làm phòng ngủ cũng được. Trang trí quá đẹp, quá đẳng cấp, quá xịn sò rồi. Một căn nhà xây cao lầu, trệt lửng và 4 lầu. Quá xa đẹp luôn. Và di chuyển lên trên lầu 4, chúng ta sẽ đến với phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Lầu 4 trên đây thì rất là thoáng mát nha. Thang máy tiến lên tới trên này luôn nha. Khu vực để máy giặt này. Đây, trang trí cây xanh rất là nhiều, cực kỳ chill. Đây là khoảng sân thượng trước, ốp gạch và trên thì được làm mái nhựa, làm khung sắt hết rồi. Đây, căn nhà quá xa đẹp luôn nha quý vị. Chỉ có giá bán là 11 tỷ tròn thôi. Anh chị cô bác nào quan tâm đến căn nhà góc này hãy alo ngay và luôn về tới nhà đất Bá Hưng. Xem video nhớ thả like, bấm chuông và đăng ký kênh nha. Đẹp lung linh rồi. Giá quá là hợp lý rồi nha. Trên thì có bình nước, phòng điều hành thang máy và máy nước nóng, năng lượng mặt trời. Thang máy tiến lên tới lầu 4 luôn. Phía sau đây sẽ là không gian phòng giặt đồ và sân thượng phơi đồ. Đây. Đầy đủ hết nha. Căn nhà quá đẹp luôn. Làm khung sắt, làm mái, nhựa và có cầu thang sắt di chuyển lên trên. Video của Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.